Boss Luxury, khẳng định đẳng cấp thượng lưu. Xin chào những khán giả thân mến của Boss Luxury Channel. Kim đồng hồ không chỉ báo thời gian mà còn mang đến sự sang trọng và dễ sử dụng. Đối với một số người thì bộ kim còn là hiện thân của bản sắc thương hiệu. Trong video này thì Boss Luxury sẽ giúp bạn hiểu thêm về các loại kim đồng hồ khác nhau được sử dụng trong đồng hồ, từ kim mũi tên đơn giản đến kim bông tuyết phức tạp. Kim Alpha. Kim Alpha là một trong những loại kim đồng hồ phổ biến nhất và chúng có thể được tìm thấy trên đồng hồ chronograph, GMT và các đồng hồ khác có nhiều múi giờ. Chúng có phần đế rộng với phần thân hẹp kết nối chúng với trung tâm của mặt số và chúng có các màu khác nhau như đen phổ biến nhất, hoặc trắng hoặc vàng. Kim hình mũi tên. Kim mũi tên thường được sử dụng trong đồng hồ chronograph. Chúng chỉ giờ và phút bằng các điểm hình mũi tên. Đồng hồ phổ biến nhất có kim mũi tên có lẽ là Omega Speedmaster và Seamaster. Nhưng bạn cũng có thể tìm thấy chúng trên nhiều thương hiệu khác như Tudor, Breitling. Kim Baton. Kim Baton là một loại kim đồng hồ rất phổ biến. Chúng còn được gọi là kim gậy và được sử dụng để hiển thị hàng giờ và hàng phút. Các kim Baton có một thân dài nối với tâm của mặt đồng hồ, cho phép chúng di chuyển xung quanh khi thời gian trôi qua. Đồng hồ kiểu Baton thường được gọi là đồng hồ truyền thống. Tuy nhiên thì nhiều thiết kế hiện đại cũng sử dụng phong cách này. Kim Bracket. Kim Bracket mỏng và thanh lịch, với một điểm dài và sắc nét ở cuối cuống. Chúng được sử dụng trên đồng hồ đeo tay để bổ sung cho bộ vỏ mỏng và chữ số La Mã. Phong cách này được đặt theo tên của nhà phát minh Abraham Louis Breguet. Chúng cũng thường được gọi là kim Brome vì vòng tròn gần đầu giống như quả táo. Kim Cathedral. Kim Cathedral là một biến thể của kim Skeleton cổ điển. Những kiểu kim lớn này thường được nhìn thấy trên đồng hồ quân đội. Kim này thường được phủ sơn dạ quang, được cho là giống với hoa văn của các cửa sổ kính màu trong các thánh đường. Do đó có tên gọi là Cathedral. Kim Dauphin. Kim Dauphin là một biến thể của kim Breguet. Đây là những kim đặc trưng theo phong cách của những năm 50 và 60. Kim Dauphin có nhiều kiểu dáng khác nhau nhưng thường có hình tam giác và được mài nhẵn. Cái tên Dauphin xuất hiện từ danh hiệu Dauphin được trao cho con trai cả của vua Pháp. Kim hình lá. Feuler hay còn được gọi là kim lá là một kiểu kim phổ biến của Pháp và thường được sử dụng trong những chiếc đồng hồ có mặt số dây nhỏ. Hình dạng của loại kim này là phần giữa rộng với các đầu thuôn nhọn đáp ứng mặt số và tâm. Điều này giúp bạn dễ dàng nhìn thấy kim chỉ vào đâu trên mặt đồng hồ để có thể biết bây giờ là mấy giờ trong nháy mắt. Kim Mercedes. Cái tên của kim Mercedes bắt nguồn từ ngôi sao ba cánh tô điểm cho kim giờ. Giống với biểu tượng của Mercedes-Benz, nhưng thương hiệu đồng hồ Rolex vẫn chưa bao giờ xác nhận liệu có tạo ra những chiếc kim này lấy cảm hứng từ thương hiệu xe hơi nổi tiếng hay không. Bất kể nguồn gốc là gì, thiết kế kim có diện tích lớn hơn lý tưởng để phủ sơn dạ quang, làm cho những kim này dễ đọc hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Chúng cũng giúp phân biệt kim giờ và kim phút trong nháy mắt. Kim kiểu bông tuyết. Những chiếc kim này là đặc trưng riêng của thương hiệu Tudor và có thể dễ dàng nhìn thấy trên các mẫu Tudor Black Bay. Kim rộng rất phổ biến trên dòng đồng hồ lặn và cũng là lớp nền cơ sở tuyệt vời để phủ sơn dạ quang. Theo thương hiệu thì thiết kế này được Hải quân Pháp yêu cầu để làm kim đồng hồ dễ đọc hơn khi lặn. Kim hình ống tiêm. Phần giữa của kim rộng hơn tạo cơ sở tuyệt vời cho lớp sơn dạ quang, giúp dễ đọc trong điều kiện ánh sáng yếu. Bên cạnh đó thì đầu kim thanh lịch chỉ thời gian chính xác trên mặt số. Kiểu kim này có thể được coi là một sự thanh lịch cho bất kỳ mặt đồng hồ nào. Kim kiểu thanh kiếm. Kim hình kiếm có dáng dài, mỏng, có mũi nhọn ở cuối, cũng có tên là Greif trong tiếng Pháp. Kim hình kiếm có hình dạng rất giống với lưỡi kiếm. Đây là kiểu kim phổ biến trên đồng hồ Cartier và Patek Philippe. Không biết các bạn cảm thấy như nào về những chiếc kim đồng hồ này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới và đừng quên like video cũng như subscribe Boss Luxury Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.